vị và các bạn. Hôm nay nấu ăn cùng Lan xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món cá lóc kho tộ. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn nấu ăn cùng Lan nhé. Và nguyên liệu của chúng ta hôm nay gồm có 400g thịt cá lóc, một ít hành lá sắc nhuyễn, một ít hành tỏi băm nhuyễn, và gia vị gồm có dầu ăn, nước mắm, đường, bột ngọt, hạt tiêu và một ít nước lạnh nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình đi kho cá nha các bạn. Cá này mình không cần phải ướp nha các bạn. Mình mua về xong mình rửa sạch, mình lấy hết cái gân máu trong cái miếng cá này ra cho nó khỏi tanh nữa các bạn. Rồi mình không cần phải ướp, mình đi kho cá luôn các bạn. Tiên các bạn, mình bật bếp lên, mình thắng nước màu á, mình cho vào đây một ít dầu ăn và mình cho vào một muỗng canh đường, đường vàng á các bạn, cho nó có màu cho nó đẹp nha các bạn. Và cái này mình đi thắng nước màu này thì khi mà cá nó kho lên á thì cái màu cá nó sẽ đẹp tự nhiên hơn. Còn nếu mà các bạn mua nước màu ngoài chợ giờ thì mình ướp cá, còn này Lan không cần phải ướp nha các bạn. Khi mà nước màu của mình sang màu cánh gián rồi nè các bạn, mình cho hết hành tỏi băm nhuyễn vào nha các bạn. Mình cho hành nhiều hơn tỏi nha các bạn, các bạn cho tỏi nhiều sẽ bị tanh đó. Rồi mình xào cho nó thơm hành đi ra. Mình nhỏ rửa lại nha các bạn. Rồi, thơm rồi các bạn. Mình cho vào đây á nửa chén nước lọc nha các bạn. Và cho vào 2 muỗng nước mắm nha các bạn. Một xíu bột ngọt. Và nửa muỗng tiêu. Và nửa muỗng đường. Mình quậy đều hỗn hợp này lên nha các bạn. Và bây giờ mình bắt đầu mình xếp cá vào mình kho các bạn. Rồi bây giờ mình cứ nhỏ lửa đó các bạn ạ. Mình nhỏ lửa nha các bạn, mình đừng có để lửa lớn quá cho nó thấm cá. Và bây giờ cá nó còn cứng á, mình đảo cho nó thấm gia vị nha các bạn. Các bạn kho cá kiểu này á thì nó không bị tanh nha các bạn. Các bạn lấy hết gân máu của miếng cá ra rồi đó. Và cá của mình á kho được 30 phút rồi các bạn. Kẹo nước lại như vậy là được rồi. Bây giờ các bạn nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của gia đình mình. Và mình tắt bếp nha các bạn. Mình cho vào đây một ít tiêu. Tại cá kho tộ mình phải cho tiêu nhiều nó mới thơm. Và mình cho hành lá sắc nhuyễn lên á. Vậy là món cá lóc kho tộ của mình đã xong. Quý vị và các bạn yêu mến Lan hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ Lan, để Lan có động lực làm tiếp những video tiếp theo gửi đến quý vị và các bạn trong tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở
ở những video lần sau. Xin cảm ơn.